Hôm nay nội dung của tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kỹ thuật cập nhật về những kỹ thuật siêu âm tim mới. Ở đây mình nói đến khái niệm các kỹ thuật siêu âm tim mới có rất nhiều kỹ thuật. Siêu âm tim cản âm, siêu âm đánh dấu mô cơ tim, siêu âm tim 3D, rồi còn những cái kỹ thuật nữa, vector vận tốc vân vân. Thế nhưng mà tôi chỉ đề cập đến hai kỹ thuật mà đã được đưa vào ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có nhiều công trình nghiên cứu cũng như các cái bằng chứng evidence base và làm thay đổi cái ứng dụng và thực hành lâm sàng của chúng ta về trong chuyên ngành tim mạch. Đó là kỹ thuật siêu âm tim strain, đánh giá sức căng cơ tim strain imaging, và thứ hai là siêu âm tim 3D. Thì thứ nhất là về phần đánh giá sức căng cơ tim, tức là siêu âm tim đánh dấu mô, spectrum tracking strain. Ở đây strain có nghĩa là, ở đây vì sao tôi dùng slide tiếng Anh, và tôi cũng mong rằng vì đây là những kỹ thuật mới thì qua những slide này các bạn có thể quen thuộc với các thuật ngữ và từ đó các bạn có thể tự đọc và truy cập các tài liệu trên internet. Còn tôi hoàn toàn có thể giảng những cái bài slide bằng tiếng Việt, tôi cũng có ở đây khi mà tôi giảng cho các hội nghị ở các cái, mà các bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác. Thế nhưng ở đây chúng tôi thấy toàn là bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 2 và thạc sĩ của viện tim mạch, cho nên là tôi muốn sử dụng tiếng Anh trong slide của mình để các bạn cũng quen với các thuật ngữ và tự đọc cái tài liệu trong bài giảng. Thì mục tiêu của bài này là chúng tôi muốn cập nhật với các bạn những ứng dụng lâm sàng và những cái hướng phát triển mới trong tương lai của kỹ thuật siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim, và mà chúng ta còn gọi là strain. Strain là sức căng. Sức căng chúng ta có thể đánh giá trên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác nhau. Ví dụ như trên cộng hưởng từ hạt nhân, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh giá được sức căng cơ tim. Nhưng mà đánh giá trên siêu âm tim là phương pháp hoàn toàn có thể đánh giá dễ dàng nhất và có thể lặp đi lặp lại và không tốn kém và có cái tính ứng dụng cao. Và nội dung của bài hôm nay mình sẽ đi cùng nhau qua các vấn đề. Thứ nhất là giới thiệu về strain, lịch sử và các cái sự phát triển. Thứ hai là mình sẽ nhấn mạnh strain nghĩa là gì. Thứ ba là những cái yếu tố về kỹ thuật và về mặt lâm sàng mà ảnh hưởng đến sức căng cơ tim, mình còn gọi là strain đấy. Và thứ tư là dùng sức căng cơ tim thì nó đem lại cho chúng ta những thông tin gì ngoài những thông số siêu âm tim kinh điển như là EF mang lại. Ví dụ EF cho chúng ta biết chức năng tâm thu thất trái như thế nào, tiên lượng bệnh nhân ra làm sao, phân loại các mức độ suy tim. Thì với strain mình có thêm được những cái ứng dụng gì. Thứ năm là tôi sẽ nói với các bạn về sức căng cơ tim ở các bệnh nhân bệnh động mạch vành. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ trao đổi về các hướng trong tương lai về sức căng cơ tim. Và đây là slide tổng hợp những nội dung mà tôi sẽ trình bày. Thứ nhất là những vấn đề cơ bản của strain và các cái kỹ thuật để mà mình đo đạc và mình đánh giá. Thứ hai là các cái ứng dụng của strain, spectrum tracking imaging, thì bao gồm là những các cái bệnh phì đại cơ tim không rõ nguyên nhân, ví dụ các bệnh cơ tim, các bệnh tim do đái tháo đường, các cái bệnh lý mà gây thay đổi cấu trúc của thành thất trái, rồi nhồi máu cơ tim vân vân. Thế rồi đánh giá nhiễm độc cơ tim ở bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất, rồi bệnh nhân hẹp động mạch chủ thì mình cũng dùng strain, rồi bệnh tim thiếu máu cục bộ, rồi vấn đề là mình đánh giá sức căng của vùng thành tim thì có giá trị đến đâu, và mình đánh giá sức căng của các vùng và các buồng tim khác, không chỉ đánh giá sức căng của thất trái mà còn đánh giá sức căng của nhĩ trái, của thất phải, vân vân. Và các cái yếu tố ảnh hưởng thì bao gồm có các kỹ thuật về hình ảnh, rồi là các cái kỹ thuật mà chúng ta chọn các cái thời điểm đóng mở van hay lá van động mạch chủ, rồi kỹ thuật chọn vùng của chúng ta khi mà chúng ta đánh giá từng vùng thất trái, rồi là việc các cái nhà sản xuất khác nhau thì các cái hệ thống máy của họ ảnh hưởng đến giá trị sức căng như thế nào, rồi các cái yếu tố về mặt lâm sàng ảnh hưởng đến sức căng bao gồm có chủng tộc, tuổi, giới, các yếu tố huyết động, việc sử dụng thuốc và các tình trạng quá tải dịch của thất,
Thì thứ nhất là mình nói về khái niệm của strain. Strain là gì? Thì chúng ta biết rằng hiện từ trước đến nay mình nói vùng thành tim, ví dụ vùng thành tim này rối loạn vận động này, giảm vận động này, không vận động, thì đấy là mình nói đến đến sự di chuyển của vùng thành tim đó trong thời kỳ tâm thu và thời kỳ tâm trương, là nó đến movement, là nó ví dụ trong thời kỳ tâm thu nó đi di chuyển được vào trong hay không, hoặc là trong thời kỳ tâm trương nó di chuyển được ra ngoài hay không, thì đấy là mình nói đến sự di chuyển. Nhưng mà chúng ta biết rằng là một vùng thành tim khi mà nó di chuyển, nó đâu phải chỉ có cái yếu tố là do nó bị thiếu máu cục bộ hay bị hoại tử nó mới ảnh hưởng đến sự di chuyển của nó đâu. Ví dụ bệnh lý màng ngoài tim nó cũng thay đổi cái vận động của cái vùng thành tim đó. Ví dụ như là bệnh nhân mà các cái thay đổi theo hô hấp nó cũng làm thay đổi vận động của vùng thành tim đó, hoặc cái vùng thành tim đó nó nằm lân cận với một cái vùng thành, ví dụ nó bản thân nó không thể có khả năng tự co bóp, nhưng nó lại nằm lân cận với một vùng thành tim, mà cái thành vùng thành tim lân cận đấy thì nó vẫn co bóp được, cho nên là trong thời kỳ tâm thu nó vẫn co kéo được cái vùng đó vào, và mình lại nhầm với là vùng đó nó vẫn còn chuyển động, vẫn còn vận động, vẫn còn co bóp. Thì đó là những cái yếu tố mà mình có thể bị sai khi mà mình đánh giá cái vùng thành tim này nó còn sống hay nó không sống, nó giảm tới máu hay nó không giảm tới máu đó. Thì chính vì vậy thì mình mới phải xem xét đến cái thay đổi hình dạng của vùng thành tim đó, tức là độ biến dạng hay còn gọi là sức căng của vùng thành tim đó. Vậy thì để đánh giá cái độ biến dạng hay sức căng của vùng thành tim hay là sức căng của toàn bộ của thất trái thì mình phải dùng đến một kỹ thuật gọi là kỹ thuật đánh dấu mô cơ tim. Ở đây mình gọi là đánh dấu mô không phải là mình tiêm vào đó một cái chất đánh dấu phóng xạ hay là một cái chất cản âm hay là một chất hóa học gì mà để cho cơ tim nó bắt xạ hay là bắt các cái chất đó, mà ở đây là mình sẽ theo dõi sự thay đổi của những cái đốm, đây là những cái điểm ảnh ảo. Những cái đốm này mình còn gọi là speckle. Speckle nghĩa là đốm, tracking nghĩa là theo dõi sự dịch chuyển, track là theo dõi dịch chuyển những đốm đó. Những đốm này được hình thành do sự tương tác giữa chùm tia siêu âm và cấu trúc của thành tim, cấu trúc của mô cơ tim đó, thì nó sẽ tạo thành các cái đốm. Và khi tạo thành các đốm này thì mình có thể theo dõi được sự di chuyển của các cái đốm. Ví dụ như trong đối với một chế độ hình ảnh siêu âm, mình đặt là tốc độ khuôn hình là bao nhiêu khuôn hình trong một giây, thì trong một giây ở đây các bạn nhìn nó sẽ gần đấy khuôn hình, và sự di chuyển của các cái đốm này nó sẽ được theo dõi theo từng cái khuôn hình này để tạo thành một cái đường cong gọi là speckle tracking imaging. Và chúng ta biết rằng cái khái niệm về sức căng cơ tim hay là speckle tracking imaging nó không phải một khái niệm mới mẻ gì, mà nó đã có từ những năm 90, những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên lúc đó thì các kỹ thuật về hình ảnh, các kỹ thuật ghi hình số hóa, các kỹ thuật xử lý của siêu âm nó vẫn chưa phát triển, công nghệ siêu âm nó vẫn chưa phát triển đủ để mà biến những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực. Và cho đến những năm gần đây thì chúng ta mới có thể có thực sự có siêu âm đánh dấu mô cơ tim dựa trên những cái nguyên tắc là mình theo dõi sự dịch chuyển của các cái điểm, các cái đốm đại diện cho các cái vùng thành tim. Và vậy thì siêu âm đánh dấu mô cơ tim nó đem lại cho mình những thông tin gì? Như trước những bài trước tôi đã trình bày khá là kỹ về các kỹ thuật siêu âm tim cơ bản, trong đó có siêu âm tim 2D, TM, Doppler và Doppler mô. Thì các bạn biết rằng siêu âm Doppler mô thì là mình sẽ dùng siêu âm Doppler để mình khảo sát vận động của từng điểm trên từng vùng thành tim, bằng cách là máy nó sẽ lọc đi những cái dòng chảy có vận tốc cao. Cụ thể là ví dụ dòng máu thì vận tốc là bao nhiêu? Linh cho biết vận tốc của dòng máu là bao nhiêu? Hả? Một gì? Đơn vị là gì? Nếu mà đợt tình có mấy đơn vị, nếu là mét trên giây thì nó là mấy, mà đơn vị cm trên giây thì là mấy, thì là bao nhiêu? 1540 cm trên giây, hoặc là 1,5 m, đối với 1,5 m trên giây.
Đấy là dòng máu, như vậy nó vận tốc của nó rất là cao, đúng không ạ? Nhưng mà vận tốc của mô cơ tim thì nó rất là thấp. Nếu mà cái vận tốc của dòng máu nó tầm khoảng 1.500 cm/giây thì vận tốc của mô cơ tim nó chỉ khoảng 7 đến 10 cm/giây thôi. Rất rất thấp, bằng chỉ chưa bằng 1/100 của vận tốc dòng máu. Và chính vì thế máu nó sẽ máy nó sẽ phải lọc đi các cái dòng chảy có vận tốc cao là dòng vận tốc của dòng máu để giữ lại những cái vận động có vận tốc thấp là vận động thành. Cụ thể ở đây mình có thể khảo sát được vận động của thành tim với sóng S phẩy là vận động trong thời kỳ gì? Hiền. Sóng S phẩy đây mình chỉ vào đây là vận tốc trong thời kỳ gì? Là vận tốc thâm tu nhá. Thế còn E phẩy và A phẩy ở đây là vận tốc gì? Vận tốc gì? Đấy, hỏi để xem mấy hôm nữa thi rồi. Bây giờ vừa mới học xong còn quên, thì nếu mà định muốn xin đến sau Tết mới thi chắc không còn nhớ gì đâu, sai hết. Đây là vận tốc tâm thu, còn E phẩy A phẩy là vận tốc tâm trương. Nó rất là thấp, đúng không? Nó chỉ vài cm trên giây thôi. Tuy nhiên là các bạn cũng biết rằng nhược điểm của việc đánh giá vận tốc cơ tim mà bằng siêu âm Doppler mô cơ tim là nó sẽ phụ thuộc vào góc, vì nó cũng tuân theo các cái nguyên lý của siêu âm Doppler. Mà siêu âm Doppler như bài đầu tiên tôi đã trình bày rồi, là khi mà góc giữa trùng tia siêu âm và cấu trúc mình thăm dò nó càng lớn thì làm sao? Khi góc càng lớn thì cốt nó làm sao? Cốt nó làm sao? Cốt alpha làm sao? Hiền nói tiếp thế nào? Thôi bây giờ gọi Bích. Bích nói đi. Cái gì? Thế thì nhỏ thì sao? Góc càng nhỏ thì sao? Cốt alpha càng nhỏ thì sao? Càng về gần không thì sao? Alpha càng về gần không thì cốt alpha làm sao? Lớn là bằng bao nhiêu? Ừ, thế gần một là tốt hay là lý tưởng hay là không tốt? Thôi thế sai hoàn toàn rồi, trượt luôn nhá. Mình phải làm sao mà cái cốt nó phải bằng 1. Cốt nó bằng 1 chứ bây giờ cốt nó lại bằng 0 thì làm sao mình lấy được hiệu ứng Doppler, đúng không? Cốt bằng 1 thì trùng tia nó phải trùng với cấu trúc, với hướng đi của dòng chảy hoặc là hướng của vận động của cấu trúc. Đúng không? Nó phải song song hoặc trùng thì góc nó bằng 0 thì cốt nó bằng 1 chứ. Thế là nhớ nhầm nhá, nhớ ngược rồi. Về học lý thuyết đàng hoàng vào. Đấy. Sơ sơ hỏi mấy câu là các bạn đều là lơ mơ hết. Về học lại đi, và đây là những cái cơ bản không được phép sai. Ngoài cái vấn đề về vấn đề góc là vấn đề rất là một cái nhược điểm rất là đáng kể của siêu âm Doppler mô cơ tim, thì các cái yếu tố khác như yếu tố nhiễu hoặc là những cái sự co kéo vận động của những vùng mà như mình nói ở slide đầu tiên đấy, là cái khi mà cái vùng đó hoàn toàn nó không còn chức năng nhưng nó lại đứng cạnh một cái vùng thành tim, nó vẫn còn co bóp, nó bị co kéo theo, thì mình lại vẫn thấy là nó có vận tốc, không phải là nó còn chức năng mà nó chỉ bị co kéo thôi. Đấy là nhược điểm nếu mà mình chỉ dùng siêu âm Doppler xung mô cơ tim. Chính vì vậy mình có thể dùng là siêu âm đánh dấu mô, thì mình sẽ đánh dấu các cái điểm của các cái vùng thành tim như thế này, thì mình sẽ biết ngay vùng này nó có vận động hay không. Vậy thì sức căng cơ tim là gì? Cho một đoạn cơ tim với chiều dài ban đầu là L0, khi mà trong thời kỳ tâm thu nó có thể co ngắn lại là L, đây là mình tính theo chiều dọc. Nó có thể co ngắn lại là L, vậy thì cái hiệu số L trừ L0 xong rồi chia cho L0 nó sẽ là sức căng cơ tim, nó sẽ là sức căng cơ tim. Vậy thì trong trường hợp mà mình lấy sức căng theo chiều dọc thì trong thời kỳ tâm thu nó sẽ ngắn lại, buồng thất nó sẽ nhỏ lại, thì sức căng sẽ mang dấu gì? Dấu âm, như là các thông số GLS các bạn đã nghe qua các bài giảng. Thế còn trong khi mà mình lấy sức căng theo chiều bán kính, hay mình gọi là chiều chu vi radian, thì trong thời kỳ tâm thu nó sẽ dày lên, thì sức căng sẽ mang dấu gì ạ? Dấu dương, đấy, như các bạn đã hoàn toàn hiểu rồi. Còn đây là sức căng chu vi, sức căng theo chiều chu vi là mũi tên này, thì là trong thời kỳ tâm thu thì chu vi nó sẽ nhỏ đi hay nó sẽ lớn lên? Nhỏ đi thì sức căng sẽ mang dấu gì? Mang dấu âm.
Đúng không? Nó cũng giống như sức căng dọc. Tóm lại, sức căng dọc và sức căng chu vi mang dấu âm. Sức căng bán theo chiều bán kính mang dấu dương. Các bạn nhớ nhé. Đấy. Và những cái yếu tố kỹ thuật mà nó sẽ ảnh hưởng đến việc mình đánh giá. Ở đây mình sẽ nói nhiều về sức căng dọc bởi vì 70% các sợi cơ tim là chạy theo chiều dọc. Như bài đầu tiên tôi đã nói. Vậy thì mình sẽ phải đánh giá trên các mặt cắt 4 buồng, 2 buồng, 3 buồng từ mỏm. Và phải nhớ là các mặt cắt của các bạn là không bị cắt chéo, không bị cắt vát. Và các bạn phải để cái cửa sổ là nó phải nhỏ, độ rộng của cửa sổ nhỏ. Và cái tốc độ khuôn hình chỉ từ 4, phải từ đạt từ 40 đến 90 là khuôn hình trong một giây. Và bệnh nhân làm thế nào là phải đừng có để bệnh nhân lúc đấy thì nên cho bệnh nhân nín thở và phải lưu khoảng 3 chu kỳ thì mình mới có thể theo dõi được cái dịch chuyển của cái vùng cơ tim. Và đây là slide cho chúng ta biết là có 3 dạng biểu diễn của sức căng cơ tim. Dạng thứ nhất là dạng màu sắc. Càng đậm màu là sức căng cơ tim càng lớn và càng nhạt màu thì là sức căng cơ tim nó càng giảm. Dạng thứ hai là dạng các con số, các giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối nó sẽ hiện ra ở từng vùng thành tim. Và dạng thứ ba là dạng các đường cong. Các đường cong này thì vô cùng quan trọng cho chúng ta biết không chỉ là giá trị sức căng của từng vùng thành tim mà còn cái thời điểm mà đạt đỉnh của sức căng của từng vùng nó có trùng nhau không. Ví dụ một bệnh nhân bị block nhánh trái hoàn toàn, tức là bệnh nhân bị mất đồng bộ nhị thất, thì rõ ràng là có mất đồng bộ giữa vách liên thất và thành bên thất trái, thì mình sẽ thấy là hai cái vùng này nó sẽ đạt đỉnh, nó sẽ đạt đỉnh sức căng vào hai thời điểm cách xa nhau. Đấy, trước đây khi mà chưa kết thúc các cái nghiên cứu về để mà đưa ra các cái lựa chọn về bệnh nhân tái đồng bộ thất ý, thì người ta một số nghiên cứu người ta vẫn xem là siêu âm tim có giá trị để không trong việc lựa chọn bệnh nhân tái đồng bộ thất, thì người ta xem xét những cái thông số về đạt thời gian đạt vận tốc tối đa của từng vùng cơ tim hoặc là đạt đỉnh sức căng của từng vùng cơ tim như thế này là rất quan trọng. Và đặc biệt những bệnh nhân mà có mất đồng bộ thất, tức là cái đỉnh của sức căng đỉnh này mà nó cách xa nhau, thì cái khả năng bệnh nhân bị suy tim, bị tái cấu trúc thất trái, bị rối loạn nhịp, bị tái nhập viện vì suy tim và đặc biệt là tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với những bệnh nhân mà cái sức căng đỉnh nó đạt cùng một thời điểm. Ví dụ như bệnh nhân này, sức căng đỉnh nó tương đối là đạt cùng một thời điểm, là như vậy là các thành tim là co bóp đồng bộ. Còn dựa trên cái sức căng cơ tim mình cũng có thể phân loại được các cái mức độ suy tim khác nhau, thì cái này nó quá sâu và tôi sẽ không đi vào thêm nữa thì các bạn nhiều khi các bạn sẽ không nhớ hết được. Và khi mình nói đến sức căng như vậy thì mình sẽ cần phải biết là như thế nào là bình thường và như thế nào là bất thường, thì mình cũng phải dựa vào các cái công trình nghiên cứu đa trung tâm trên các cái chủng tộc khác nhau. Ví dụ đây là công trình nghiên cứu của tác giả Thomas Markwick ở Australia, thế nhưng mà tác giả nghiên cứu ở tất cả các cái trung tâm lớn ở Cleveland, Hoa Kỳ, Brisbane là ở Úc và Aachen là ở châu Âu, ở Đức, thì là thấy được sức căng của người bình thường là khoảng -18.6 cộng trừ 1.5%, đây là sức căng dọc. Đấy. Thế còn công trình nghiên cứu WAIS là một công trình nghiên cứu lớn nhất về siêu âm đánh giá sức căng cơ tim ở người bình thường tất cả các chủng tộc đa quốc gia, được tiến hành bởi Hội siêu âm tim Hoa Kỳ, thì người ta thấy là sức căng dọc trung bình là -20% và độ lệch chuẩn khoảng cộng trừ 2%. Như vậy là nếu mà chúng ta hình dung cái đường trung úp này, nếu mà một cái thông số nó được coi là bất thường khi nào? Khi nó ra ngoài khoảng cách 2 độ lệch chuẩn, đúng không? Như vậy là nếu mà dưới -16% thì là bệnh nhân được coi là có sức căng cơ tim giảm. Nhưng các bạn cũng lưu ý rằng có một cái nhược điểm của sức căng cơ tim là các cái hệ thống máy siêu âm khác nhau thì nó sẽ cho ra các cái giá trị ngưỡng khác nhau. Ví dụ sức căng của máy Siemens thì tương đối cao hơn so với sức căng của máy Philips và máy Samsung hoặc Toshiba, còn Siemens và GE thì tương đối cao. Chính vì vậy các bạn lưu ý, ví dụ các bạn làm đề tài về sức căng cơ tim
lần này, tháng này các bạn làm trên máy này thì tháng sau các bạn cũng phải làm trên hệ thống máy đấy. Chứ lần này làm trên máy GE, lần sau làm trên máy Philips, lần sau nữa làm trên máy Siemens thì kết quả là hoàn toàn sai. Các bạn không được phép so sánh với nhau khi khi mà các bạn đem ra để các kết quả để đánh giá xem mình, bệnh nhân của mình có tiến triển tốt lên hay là tiến triển suy tim tốt, suy tim nặng lên hay là chức năng thất trái cải thiện, thì mình không thể dựa vào những thông số mình đánh giá trên các hệ thống máy khác nhau được. Và các cái lỗi kỹ thuật nó sẽ gồm có lỗi về hình chất lượng hình ảnh, chắc chắn rồi, vì mình đã theo dõi vận động vùng thì hình ảnh vận động vùng nó phải nét thì mình mới làm được. Cái thứ hai như tôi đã nói đến là tốc độ khuôn hình, và cái thứ ba là cái vùng cơ tim mà mình thăm khám, và thứ tư là cái thời gian mà mình đặt cửa sổ là đóng mở van động mạch chủ như thế nào, và các cái tín hiệu về điện tâm đồ ra làm sao. Và đây là một hình ảnh, là hình ảnh siêu âm tim này, cộng hưởng từ hạt nhân này, rồi siêu âm sức căng cơ tim, hình A là siêu âm tim 2D, hình B là cộng hưởng từ hạt nhân, hình C là siêu âm đánh giá sức căng cơ tim ở máy Philips, còn hình ở máy Philips, còn hình D, E, F là siêu âm đánh giá sức căng cơ tim ở máy GE. Thì mình thấy là như này, rõ ràng là các máy này nó khác nhau thì nó sẽ cho các cái giá trị sức căng khác nhau. Cụ thể là bệnh nhân này có phì đại thất trái ở vùng vách liên thất phần 1/3 giữa, các bạn nhìn đây, và cũng có tăng sáng trên siêu âm 2D, mình đã nhìn thấy cái sự sơ hóa rồi. Và trên cộng hưởng từ hạt nhân, có tiêm thuốc đối quang từ thì mình thấy có hiện tượng ngấm thuốc chậm, late enhancement ở phần vách liên thất, và phần vách liên thất này là cũng phì đại dày ra. Như vậy chắc chắn bệnh nhân này có bệnh cơ tim phì đại và đã có sơ hóa ở vách liên thất 1/3 vách liên thất. Nhưng mà trên sức căng cơ tim, nếu mà mình sử dụng các hệ thống máy khác nhau, rõ ràng là mình cũng sẽ thấy các thông số thu được là khác nhau, thông số được rất khác nhau. Cho nên các bạn lưu ý là mình chỉ sử dụng một hệ thống máy thôi nhé, để mà so sánh thôi. Và đây, cái này là tôi tóm tắt lại cái các cái ứng dụng lâm sàng của siêu âm đánh dấu mô cơ tim. Thứ nhất là phân biệt các cái bệnh lý phì đại cơ tim chưa rõ nguyên nhân, ví dụ cơ tim phì đại, ví dụ như bệnh nhiễm bột cơ tim, ví dụ như là tiểu đường, ví dụ tăng huyết áp hoặc là tim vận động viên, vân vân. Thì đấy là một loại các cái trường hợp bệnh phì đại thành tim mà không rõ nguyên nhân, hoặc là bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ thì cái sức căng thất trái nó cũng là, bây giờ chúng ta coi nó là một cho mình quyết định bệnh nhân có phẫu thuật hay không, nhất là bệnh nhân hẹp chủ chưa có triệu chứng. Thì nếu sức căng giảm dưới âm 16%, ví dụ xuống âm 13-14%, phải xem xét đến chuyện phẫu thuật sớm mặc dù bệnh nhân chưa có triệu chứng. Rồi đánh giá nhiễm độc cơ tim do hóa chất, thì cái này là một cái ứng dụng mà trên thế giới người ta nghiên cứu rất là nhiều rồi. Đấy, vấn đề nữa là đánh giá bệnh tim thiếu máu cục bộ, rồi sức căng vùng và sức căng nhĩ trái, rồi sức căng thất phải, vân vân. Vậy thì đây là một hình ảnh cho chúng ta thấy là hình dạng của các đường cong về sức căng cơ tim, rồi màu sắc của sức căng các vùng cơ tim và giá trị tuyệt đối của sức căng của 17 vùng thành tim ở một người bình thường. Chúng ta thấy là đỉnh sức căng đều là đạt đỉnh trong vào cùng một thời điểm, và sức căng nó sẽ bao gồm sức căng đỉnh, sức căng tức sức căng đỉnh là rồi là đỉnh của đường cong, nó có thể rơi vào kỳ thời kỳ nào, có thể rơi vào tâm thu, có thể lại rơi vào ngoài thời kỳ tâm thu nếu mà cái vùng này nó bị mất đồng bộ. Cái thứ hai là nó cái đỉnh tâm thu là mình phải căng đúng vào cái thời kỳ trong toàn bộ thời kỳ tâm thu thì sức căng ở thời điểm nào là lớn nhất, rồi sức căng với tâm thu, thì có ba cái thông số sức căng đấy thì các bạn lưu ý. Thế còn đây là hình ảnh siêu âm đánh giá sức căng cơ tim ở các cái bệnh lý khác nhau của cơ tim. Đầu tiên là hình ảnh bệnh cơ tim nhiễm bột amyloid, thì chúng ta thấy sức căng ở mỏm tim tương đối bình thường và giảm dần về phía đáy tim. Đấy, thành tim, tự buồng tim giãn và giảm co bóp. Thế còn đây là bệnh cơ tim phì đại mà bị ở vùng vách liên thất, thì mình thấy giảm sức căng ở vùng vách liên thất. Còn đây là bệnh cơ tim phì đại ở vùng mỏm, mình đấy trên siêu âm tim 2D này, phì đại ở vùng mỏm. Thế còn đây là bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở vùng mỏm, mình thấy vùng mỏm này mỏng và giảm vận động, thì mình thấy là giảm sức căng nó màu nhạt ở vùng mỏm, các bạn lưu ý.
Một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý nữa là khi mà chúng ta đánh giá sức căng thì chúng ta vẫn đừng có quên xương tim 2D. Xương tim 2D vô cùng quan trọng, các bạn phải quan sát cả hình thái của từng vùng thành tim nữa. Ví dụ như cái hình bệnh nhân VC đây thì là có bệnh nhân C và bệnh nhân D đều có giảm sức căng vùng mỏm. Nhưng mà nếu mình không biết đọc, mình nhìn mỗi cái hình sức căng thôi, mình bảo bệnh nhân này nhồi máu cơ tim vùng mỏm là sai. Vì rõ ràng là mình sẽ nhìn thấy trên xương tim 2D là có phì đại vùng mỏm tim. Đấy, thì vậy thì sức căng này giảm là do bệnh cơ tim phì đại chứ không phải do nhồi máu cơ tim. Thế còn đây là bệnh nhân này mình nhìn trên xương tim 2D thấy là vùng thành tim ở mỏm thì mỏng và không vận động, thì chắc chắn việc giảm sức căng ở vùng mỏm này là do nhồi máu cơ tim. Rồi nên các bạn phải lưu ý, phải quan sát cả trên xương tim 2D nữa chứ không phải nhìn mỗi cái sức căng. Thế còn đây là trong trường hợp bệnh nhân bị viêm cơ tim. Bệnh viêm cơ tim thì ở đây mình thấy là sức căng của các vùng thì tương đối bình thường, riêng ở vùng vách thiên thất này thì mình thấy giảm, âm 7 giảm. Thế và trên cộng hưởng từ hạt nhân thì nếu mà mình không tiêm thuốc đối quang từ thì mình cũng chưa quan sát được cái gì. Nhưng mà trên chụp phóng xạ thì mình sẽ thấy cái ổ viêm, một cái ổ viêm, đây là viêm cơ tim dạng ổ, viêm cơ tim dạng ổ thì là mình sẽ thấy được ổ viêm như thế. Các bạn lưu ý thì rõ ràng là với sức căng cơ tim mình cũng có thể nhận định được là có một cái vùng này nó bị tổn thương khư trú, các bạn lưu ý. Và đối với bệnh nhân nhiễm độc cơ tim do điều trị hóa chất, bệnh nhân ung thư thì cái sức căng cơ tim nó có thể dự báo tử vong sau 6 tháng hoặc là tử vong nếu mà cái bệnh nhân được theo dõi long term hơn nữa thì người ta cũng thấy là có giá trị tiên lượng ở các bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất và có dự báo nguy cơ tiến triển thành suy tim hoặc là tử vong do tim mạch hoặc tái nhập viện về suy tim. Thế còn đây là trường hợp bệnh van động mạch chủ. Van động mạch chủ đây là trường hợp bệnh nhân được thay van động mạch chủ, thay van động mạch chủ cơ học, thì là đây là trước trước khi thay van và đây là sau khi thay van. Mình thấy trước khi thay van thì sức căng giảm và các cái đỉnh sức căng thì nó đạt vào các thời điểm rất là khác nhau, chứng tỏ chức năng thất trái rất là tồi và có mất đồng bộ thất. Nhưng mà sau khi bệnh nhân thay van và chức năng tim phục hồi thì sức căng tăng lên, thấy là trên cái đường cong này sức căng tăng lên và đỉnh sức căng thì nó tương đối là tập trung vào một thời điểm. Vậy thì một cái vấn đề đó là mình nói đến sức căng cơ tim và các cái ứng dụng trong các cái bệnh lý khác nhau trong tim mạch. Một mình đi sâu hơn nữa là nói về chức năng tâm thu thất trái. Thì từ trước đến nay khi mà mình nói về chức năng tâm thu thất trái thì bác sĩ mình vẫn nghĩ là số tố máu EF vô cùng quan trọng, không thể bàn cãi được, không cho đến nay chưa có xương số nào thay thế được, vừa tiên lượng vừa chẩn đoán có suy tim hay không, vừa phân loại các nhóm suy tim, phân số tố máu bảo tồn, suy tim phân số tố máu ranh giới, suy tim phân số tố máu giảm. Và tuy nhiên là đứng về mặt tiên lượng, giá trị tiên lượng thì phân số tông máu EF nó không thể giúp cho mình tiên lượng được nhiều như là nếu mình có strain. Thì với strain tức là GLS là sức căng dọc thất trái, mình có thể dự báo tiên lượng tử vong sớm hơn là sự thay đổi của phân số tông máu EF. Cụ thể là đối với hai bệnh nhân có phân số tông máu EF bằng nhau, thế nhưng bệnh nhân nào có sự thay đổi sớm của strain mà strain giảm sớm hơn thì bệnh nhân đấy nguy cơ suy tim, nguy cơ tử vong, nguy cơ tái nhập viện cao hơn. Đấy, và các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến sức căng cơ tim bao gồm có gì? Nam giới thì thấp hơn nữ giới, người già thấp hơn người trẻ, các cái vấn đề về viêm cơ tim, về nhiễm độc, về nhiễm trùng nhiễm độc, rồi tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu, tiểu đường, các bệnh nhân lọc máu, các cái thuốc chạy beta và các cái phần mềm khác nhau của các máy thì đều ảnh hưởng đến sức căng cơ tim. Một cái phần tiếp theo nữa cũng gần đến phần cuối của phần này, đó là sức căng trong đánh giá các bệnh lý bệnh động mạch vành, thì có những vấn đề sau chúng ta cần lưu ý. Là thứ nhất là trong bệnh động vành thì mình phải đánh giá hai vấn đề về mặt hình ảnh tim. Thứ nhất là chức năng toàn bộ của thất trái, vấn đề thứ hai là chức năng từng vùng của thất trái. Đấy, thì cái sức căng này trong đánh giá chức năng toàn bộ cũng chức năng vùng thất trái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự co kéo của vùng thành tim, không ảnh hưởng. Và mình sẽ thấy là cái sức căng dọc thất trái thì nó rất là nhạy
nó có độ nhạy cao trong việc phát hiện các cái thiếu máu cơ tim cục bộ của từng vùng thành tim. Và một loạt các công trình nghiên cứu, người ta đã cho các cái kết quả là hứa hẹn. Tuy nhiên là việc ứng dụng như thế nào, đã được đưa vào trong thực tiễn ra làm sao, thì các bạn có một số chúng tôi lưu ý sau đây. Đấy. Thứ nhất là đối với sức căng dọc thất trái thì và sức căng vùng thất trái thì đều là những thông số nó tương đối khách quan, nó không bị cái kinh nghiệm đánh giá của bác sĩ chi phối. Ví dụ là nó ra con số là âm bao nhiêu phần trăm đấy thì nó là con số khách quan, chứ không phải bác sĩ có quyền nói nhìn 2D thấy nó vận, người thì bảo là giảm vận động, người thì bảo không vận động, người thì bảo vận động bình thường. Cái thứ hai nữa là nó có giá trị để trong đánh giá vận động vùng thành tim ở bệnh nhân mà lúc nghỉ ngơi, chưa nói đến siêu tim gắng sức nhé, lúc nghỉ ngơi. Cái thứ hai là nó có giá trị tiên lượng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Và vấn đề thứ ba là một vấn đề mà lát nữa mình bàn, là đối với siêu tim gắng sức thì siêu đánh giá sức căng vùng thành tim có giá trị hay không. Thứ nhất là đánh giá vận động vùng thành tim thì điều này đã rất rõ ràng, nên các bạn nhìn thấy khi bệnh nhân nằm nghỉ ngơi. Đây là hình ảnh bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tổn thương vùng tưới máu của động mạch vành phải là thành sau dưới. Thì mình thấy là vùng thành sau dưới là giảm sức căng cơ tim. Giảm sức căng cơ tim bao gồm cả các cái giá trị sức căng nó giảm rồi. Nếu mà mình tính điểm vận động vùng thì mình cũng thấy điểm vận động vùng giảm. Và các cái chỉ số sức căng tại đỉnh nó cũng giảm. Thế còn đây là hình ảnh bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do tổn thương động mạch mũ. Thì mình thấy là thành sau bên này màu nó nhạt hơn hẳn so với những cái vùng thành tim bình thường. Và giá trị sức căng ở đây nó cũng giảm. Và các cái đường cong của cái vùng thành sau bên này thì nó cũng đạt đỉnh sức căng thấp hơn so với các cái vùng thành tim khác. Còn đây là thời gian từ lúc mà bệnh nhân bắt đầu khởi cực cho đến QRS, cho đến lúc đạt đỉnh sức căng, thì cái vùng nhồi máu cơ tim nó cũng đạt cái đỉnh sức căng chậm hơn, muộn hơn so với những vùng thành tim khác. Cụ thể là thời gian ở đây, các bạn nhìn thấy các vùng thành tim khác nó khoảng hơn 200 trở dưới 300, thì cái vùng do tưới máu của động mạch mũ này nó đạt đến gần 400 mili-giây thì nó mới khử cực, nó mới đạt sức căng đỉnh. Cũng như vậy nó thể hiện cái sự co bóp muộn của vùng thành tim do thiếu máu cơ tim và do nhồi máu cơ tim. Và nếu mà một bệnh nhân sức căng hoàn toàn bình thường thì các bạn có thể yên tâm là loại trừ bệnh nhân này không bị nhồi máu cơ tim hoặc là không bị tổn thương nặng động mạch vành. Ví dụ đây là đường cong ROC của các cái thông số như là sức căng dọc thất trái, như là sức căng, như là điểm vận động vùng, như là phân số tống máu thất trái và thang điểm GRASS ở trong nhồi máu cơ tim cấp. Thì người ta thấy là cái cut off với sức căng dọc thất trái GLS khoảng 0,87 GLS tức là diện tích dưới đường cong của GLS là lớn nhất là 0,87 so với các cái thông số khác trong việc là loại trừ được là bệnh nhân có tổn thương có ý nghĩa động mạch vành hay không. Và cụ thể là những cái phần mà nếu mà bệnh nhân được loại trừ bằng GLS thì chụp mạch vành thấy hoàn toàn bình thường, người ta cũng thấy rõ. Còn bệnh nhân mà được chẩn đoán là có giảm sức căng cơ tim ở cái vùng tưới máu của động mạch vành nuôi dưỡng thì khi chụp động mạch vành người ta cũng thấy là có tổn thương tắc nghẽn động mạch vành. Trong khi đó các cái thông số khác như vận động vùng đánh giá bằng mắt thường, như phân số tống máu thất trái hay là những cái thang điểm như thang điểm GRASS thì rõ ràng là diện tích dưới đường cong là thấp hơn. Còn đây là giá trị dự báo giá trị dự báo tử vong cũng như tái nhập viện của sức căng dọc thất trái ở các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Thì các cái biến cố gộp ở các nhóm mà có sức căng dọc thất trái thấp thì các biến cố gộp cao hơn rất là nhiều. Và sức căng dọc thất trái khi mà người ta so sánh với cộng hưởng từ hạt nhân thì người ta cũng thấy là có mối tương quan rất là chặt chẽ với kích thước ổ nhồi máu khi mà đánh giá bằng cộng hưởng từ hạt nhân. Thì đây là công trình nghiên cứu rất kinh điển từ cách đây 11-12 năm rồi.
các bạn có thể hoàn toàn tham khảo trên các tạp chí. Và một vấn đề nữa là câu hỏi đặt ra là với xương tim gắng sức thì mình có áp dụng được sức căng cơ tim hay không? Thì câu trả lời là cho đến nay các kỹ thuật siêu âm về sức căng cơ tim vẫn chưa đủ độ nhạy và xử lý kỹ thuật rồi độ phân giải về thời gian và không gian để mà giúp cho chúng ta áp dụng trong siêu âm tim gắng sức, và nó có sẽ rất nhiều độ nhiễu. Ở đây là chúng tôi lấy một bệnh nhân mà được làm bởi 5 bác sĩ khác nhau, thì chúng tôi thấy là có 5 kết quả trả lời khác nhau siêu âm tim gắng sức nếu mà chỉ sử dụng strain. Cho nên là hiện tại về mặt ứng dụng trong siêu âm tim gắng sức thì mình vẫn chưa ứng dụng strain được. Ngoài ra chúng ta còn có thể đánh giá sức căng cơ tim của thất phải, của nhĩ trái, của nhĩ phải nữa. Và trong tương lai chúng ta còn đánh giá sức căng xuyên thành, rồi chúng ta đánh giá sức căng trên xương tim 3D, vân vân. Đấy là tương lai thuộc về các bạn. Tất nhiên là bây giờ chúng tôi cũng đang bắt đầu nghiên cứu ở trên các cái thế hệ máy của mình. Hiện tại ở Viện Tim Mạch Quốc gia chúng tôi có 5 thế hệ máy siêu âm mới nhất của tất cả các hãng, còn ngoài ra tất cả các máy siêu âm khác đều có thể đánh giá được. Đấy, thế nhưng mà những thế hệ máy siêu âm mới nhất mà vừa sản xuất ra thì là chúng ta đều có, và chúng ta cũng chắc là cũng sẽ theo kịp với các trung tâm khác trên thế giới. Nên đây cũng là những cái hướng nghiên cứu mà sau này chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ tiếp cận để làm chủ. Thì để kết luận phần này, trước khi dành khoảng 15 phút tiếp theo để nói về siêu âm tim 3D, thì để kết luận vì tại sao tôi muốn dành nhiều thời gian để nói về sức căng cơ tim, vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, có ứng dụng lâm sàng rộng rãi và có giá trị và được đưa vào các cái guideline, đặc biệt là trong đánh giá các bệnh cơ tim, trong bệnh động mạch vành, trong nhồi mạch vành và nhồi máu cơ tim. Và trong đó thì các bạn nhớ một vấn đề là sức căng dọc thất trái của toàn bộ thất trái là thông số mà có giá trị được ứng dụng nhiều. Thế còn sức căng vùng thành tim thì chỉ đánh giá khi bệnh nhân nằm nghỉ, chứ còn siêu âm tim gắng sức là mình hiện tại là mình chưa ứng dụng.